Đây, bây giờ đang tiếp tục múc cái khu vực mà nghi ngờ ngày hôm qua mọi người nhé. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà đang nghi ngờ nhiều nhất. Đó, chỗ này là có khả năng, bởi vì là bùn đất rất là nhiều. Đây, từng cái gầu đất là múc ra là đều có thể là có sự nghi ngờ bùn rất là nhiều. Đó, hôm nay là thông tin mới nhất vào ngày 26 tháng 9. Em để cho mọi người thấy được những cái thông tin mà rõ ràng, không mọi người lại bảo là em là quay video từ lúc nào nhá. Đây này, thấy không? Đó, đây, cho mọi người lại bảo là video quay từ lúc nào. Hôm qua có người nói á, bảo là quay video từ lúc nào rồi á. Đây, bây giờ hai chiếc máy xúc đang ở khu vực này đang múc. Đây là cái khu vực làng nụ này, từ trên dãy núi xuống đây. Đó, bây giờ là chỗ vực, khu vực này là cũng là cái chỗ mà nghi ngờ này. Rồi, bùn đất rất là nhiều bùn này. Đó, đang nghi ngờ là có thể là đây, có gì đó ở dưới đó. Đây như vậy này. Còn đây là quanh khu vực mà trung tâm của làng nụ. Đó, đây bên kia là những cái ngôi nhà còn sót lại. Trời ơi, này, bên này bùn đất rất là nhiều. Nên là bây giờ mọi người cũng có nghi ngờ là có thể là chỗ này này nó sình lầy nhiều, là sẽ có người nằm ở đây. Trời ơi, bùn này, bùn đất quá trời. Đó, trên này mọi người cũng đang ngồi đợi, cũng mong muốn là sẽ có thể thấy được. Bây giờ vẫn còn 11 người nữa chưa tìm thấy mà. Ở chỗ này có mấy cây to này. Trời ơi, bùn. Bùn dữ lắm luôn mọi người ạ. Bùn toàn văng trên kia xuống rồi. Có ai đó ở trong này không là tìm cũng hơi bị khó đấy mọi người ạ. Mọi người không? Từng cái gầu đất bùn đổ ra đều phải xem rất là kỹ, xem là có gì trong đó không. Đó, này, toàn khu vực bên này luôn. Trời ơi. Đó, mọi người thấy này. Trời ơi, bùn. Bước vô đấy một cái là thôi chứ là không thể nào lên được mọi người ạ. Đó, để cho mọi người thấy này. Trời ơi, bùn đất. Vậy là em mới nói với tất cả mọi người, nếu không có máy xúc thì làm sao mà tìm được. Đây mọi người thấy bùn này. Thì cái đất nó ở trên kia nó văng xuống mọi người này. Nó bùn nó văng vào đây này. Nên là nó nghi ngờ là sẽ có người rồi là nằm ở khu vực bên này. Đó, bây giờ mọi người thấy không? Rất là nhiều bùn. Hôm nay là đang có hai chiếc múc khu vực này. Đây cái vũng này, thành cái vũng bùn này mọi người thấy này, nó sập này, nó sập đất này. Mọi người thấy không? Này. Đó. Mình giống cái áo, cái gì kia? Tiếng rối à? Tiếng rối cái gì kia mọi người? Đó. Trời ơi. Cái bùn không à? Đó. Trời ơi, toàn là bùn đất thôi.
cái chỗ kia mà có đất kìa. Này, từ trên đỉnh núi này, đó, từ trên đỉnh này, có khi nào nó đẩy người qua bên này, là chỗ kia, ôi trời ơi, lún kinh không mọi người, toàn là bùn thôi. Này, bên này toàn là bùn đất, trời. Cả một chiếc máy móc ở trên kia đó mọi người ạ. Khu vực này là cũng nghi ngờ là có người. Đường đi mà chỗ trước kia xuống kia bị đúng là bị lún rồi chứ kia mọi người ạ. Đó, mấy chiếc này chắc là múc vào để làm cái đường đi. Tình lầy trong bùn đất không ạ? Đó, đang nghi ngờ cái vũng bùn này là mọi người này. Trời ơi, đất nó lún vô ghê không? Này, nó sâu xuống ghê không mọi người? Quá nhiều. Khu vực này mọi người thấy là bùn. Toàn là bùn thôi. Không biết là nằm ở vị trí nào. Đâu? Bình thường chứ có gì đâu. Đây là bây giờ vẫn đang múc cái khu vực này là nghi ngờ. Bởi vì là đất khu vực này là nó lún. Nó lún ghê lắm mọi người. Đất nó mềm. Này. Đó. Bây giờ mà xe không lên là tí nó lún nó không lên được các mọi người. Thế này. Trời ơi. Ui trời ơi. Nó lún sâu lắm mọi người ạ. Đây này, nghi ngờ này. Ôi trời ơi, đất mọi người thấy không? Đây là toàn là bùn nó văng từ bên này vô thôi. Đó, ôi cái gì trắng trắng kia. Cái gì kia mọi người? À cái bao hay cái gì á?
bên kia đất là bên kia là toàn là bùn thôi chứ không phải đất gì hết á, sâu lắm này. Vẫn còn 11 người nữa chưa được tìm thấy. Đứng máy xúc là đứng là mọi người thấy là nó muốn lún rồi. À chỗ này toàn là bùn. Trời ơi mọi người thế. Dính vào cái vùng đất mọi người ạ. Bây giờ múc lên mà làm sao mà sợ, mong làm sao mà múc trúng ấy mọi người. Múc trúng người là tốt. Tìm được cho cái số người còn lại nằm ở đây chứ không có cách nào để đưa về. Cái bạt mọi người vừa múc cái bạt. Mọi người tưởng cái áo. Trời ơi nước sợ thật. Trời bùn đất sợ. Đó, đổ bùn đất ra nhưng mà vẫn phải nhìn cho kỹ mọi người nhé. Bùn nước không à. Này sợi mốc này ở trên cũng đang
mốc khu vực sình lầy này. Chỗ này toàn là bùn không thôi nha mọi người ơi. Chỗ này mọi người thấy nó sâu, nó tất cả mọi người chắc phải 2-3 mét. Sâu dã man. Alo ai đây ạ? Đây toàn là bùn không ạ? Này toàn là bùn, đất sét đấy mọi người. Này, đây vẫn còn sình lầy này. Này, bây giờ toàn là bùn thôi. Bùn sình lầy thôi. Ui, đi xuống đây mà cũng sợ lún luôn đấy. Bên này toàn là bùn thôi mọi người. Nó đang quậy người kìa. Không, bên đấy đâu mà đâu à, bên này đâu mà lo. Nó đang alo. Không, không sao đâu. Bên đấy mà, thôi, không sao.
lên khu vực phía trên mọi người ơi. Dọc theo cái men bờ suối này mọi người cũng đang tìm kiếm. Men theo khu vực bờ suối lên mọi người ơi. Đây này. Hai bên này là đất. Ô đi mà đất cứ mềm 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 ở dưới nhỉ. Anh em đang men theo bờ suối. Đi lên khu vực phía trên đầu nguồn. Đây khe suối này thấp này. Ừ, đây là khu vực đầu nguồn mọi người ơi. Đây là khu vực ngay đầu làng nổ. Khu vực này rất nhiều nhà. Đó. Ui, trên này cũng là sình lầy không à? Ủa đi đường nào đấy? Hả? Đi ra bên này này. Có đường đi này này. Đi ra chỗ nào mà có nước chảy á. Ui, có nước chảy mà vẫn còn đất mềm này. Không ra đâu. Lò cái gì. Bên đấy nghiên cứu khu vực trên này thôi. Ui, đổ quá. Từ từ. Bên này đéo dài đâu. Bên đây sình lầy này. Đi theo khe suối là nó không có nước, nó không có bị lún. Bởi vì nước nó chảy là nó đất nó chặt xuống. Ui chết. Lạc đường. Phải đi qua bên kia. Đây này, đây. Ui. Rồi thôi xong. Ui. Hả? Không sao đâu. Có gì đâu mà đuổi. Hả? Đổ mà không có đường à? Chết mẹ thôi, quay ra phải không? Qua ra đi. Hả? Thế nào? Nhưng mà đâu có đường đi qua đây đâu. Không, quay ra đây. Hả? Chỗ nào đường nào? Đồ quá. Họ đi đây hả? Đi đường nào? Chưa. Hả? Ở trong này. Wow. Nguy hiểm quá. Má đi chỗ đây.
sợ đâu má, sình lầy. Ủa, đâu có đi đường này đâu, bọn nó đi đường nào mà. Ủa vậy hả? Ghê quá. Đi có hai người đây một mình không dám đi đâu. Nó đứng ở thế kia rồi. Thôi đứng đứng lại, đứng lại, đứng lại đi. Đứng ở đây quay đi. Ừ. Đứng đứng kia rồi không? Bọn nó quay đầy cái kìa. Có gì đâu mà sợ cái gì. Đứng ở thế kia thôi. Mấy người kia vẫn đứng ở kia quay mà. Tí nữa mình đi qua bên kia. Đi men sang cái đường kia xuống. Không, mình đi xe. Đây này, khu vực bên dưới thì bây giờ vẫn đang tìm kiếm mọi người nhá. Em đang đứng ở khu vực ở trên, tập trung nhiều nhà. Mọi người thấy mênh mông không? Trời ơi. Này, trên cái nơi mà gọi là đầu nguồn đi xuống. Này, trên này này, mọi người này. Toàn đất đá thôi. Trời ơi. Nói tất cả mọi người rằng ở đây là mọi người nhìn xuống là toàn là đất đá bùn. Sình lầy không à. Này, đây là đang có 3 chiếc máy xúc đang tìm kiếm. Có thể là nghi ngờ là khu vực này cũng có người. Chỗ này là bùn nó mềm này. Đó, bùn mềm. Nên là nghi ngờ khu vực này có thể là sẽ có người ở đó. Đứng ở trên này rất là xa mọi người ạ. Bùn đất ấy. À, bên này cũng có cả mấy anh bên bộ đội, dân quân, công an xã nữa cũng có mặt ở đây hỗ trợ người dân tìm kiếm 11 người còn sót lại. Ở ngoài này mọi người thấy rằng là hôm nay làm rất là sớm, 6 giờ thôi đã vào là để múc rồi. Đang múc ở khu vực đó mọi người, đất nó mềm. Đây toàn là bùn nữa, không phải đất, bùn thôi.